Quái, mình lạc đường hay sao mà đi mãi không thấy đến nhỉ? À đúng rồi, tập đoàn Cái Quỳnh làm bên xây dựng thì phải. Mình vào hỏi xem sao vậy. Người đâu mà đẹp thế, cứ như là tiên nữ giáng trần ấy. Này cái ông kia, ông nhìn cái gì đấy? Chào người đẹp, cho anh hỏi thăm chút được không? Hỏi han cái gì, tôi không rảnh. Yên tâm, không mất nhiều thời gian đâu. À, tôi hiểu rồi. Nhất định là ông vừa từ dưới quê lên, muốn xin vào đây làm phụ hồ đúng không? Không phải thế đâu. Không cần nói nhiều, công trường này vẫn còn thiếu nhiều phụ lắm. Ông vào làm đi, công cán ổn lắm đấy. Cho anh hỏi, đây có phải công trình của tập đoàn ABA không? Trông ông ngu ngu thế này mà cũng biết nhiều phết nhở? Vậy là đúng rồi. Thế cô em giữ chức vụ gì ở tập đoàn ABA vậy? Anh xin vào làm phụ hồ thì cần quan tâm làm cái gì? Nhanh vào làm đi, Trâm đang cần người đấy. Kìa, anh còn chưa nói xong cơ mà. Nếu như anh không vào nhanh thì có người tranh mất suất đấy. Làm gì cũng được. Miễn sao ngày nào anh cũng gặp cô em, thế là được rồi. Ô, ông đang nói cái gì đấy? Ông có biết tôi là ai không? Đúng là cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga. Bớt hãm lại hộ đi. Thật là cá tính. Nhưng mà anh thích. Em tên gì thế? Tên cái đầu nhà ông ấy. Anh Phú, anh Phú đâu rồi? Dạ, tôi đây, thưa giám đốc ạ. Mau dỡ ông này vào làm việc đi, phụ hồ mới đấy. Dạ vâng ạ. Ơ kìa, sao lại phụ hồ? Tôi biết xây mà. Ui giời ơi, nhỉ nhằn quá. Tôi còn bao nhiêu việc kìa, đi. Khoan đã, tôi còn chưa biết tên cô đấy. Ơ hay thật đấy, thiên hạ này vẫn còn có những người không biết tự soi gương xem mình là ai nữa. Mời vào. Chủ tịch ạ. Dự án sắp tới, phòng kế hoạch làm đến đâu rồi? Dạ xong rồi. Chủ tịch xem thử đi ạ. Chủ tịch, bản kế hoạch này có vấn đề gì ạ? Không có gì. Sáng giờ tôi gọi điện cho anh Quang không được, tôi hơi lo. Anh ấy có phải là anh trai của chủ tịch không ạ? Ừ. Hôm qua anh ấy gọi cho tôi, bảo là sáng nay lên. Thế mà không hiểu sao bây giờ gọi điện mãi không được. Không biết đi đường có xảy ra chuyện gì không nữa. Chắc là do điện thoại của anh ấy hết pin thôi ạ. Chủ tịch cũng đừng nên quá lo lắng. Anh tôi giờ nhất là nhớ đường. Đi hôm nay là mai quên được luôn ấy. Giờ xe ôm công nghệ nhiều mà, chỉ cần anh ấy nhớ địa chỉ là người ta sẽ đưa vào tận nhà thôi. Ừ, anh nói cũng đúng. Nếu mà chủ tịch vẫn không yên tâm thì để tôi đi tìm anh ấy cho ạ. Anh biết anh ấy ở đâu mà tìm? Vậy chủ tịch cho tôi xem ảnh của anh ấy, tôi sẽ ra bến xe tìm. À, cho tôi cả số điện thoại nữa. Biết đâu lát nữa tôi lại gọi được cho anh ấy thì sao ạ? Ừ, tất cả nhờ anh vậy. Đây, anh ở đây. Uầy, nhìn giống chủ tịch quá ạ. Anh em mà. Thôi, anh cứ đi đi. Có gì tôi gửi số điện thoại qua nhé. Dạ vâng. Vậy tôi xin phép đi trước ạ. Cảm ơn anh. Ơ kìa, giám đốc, cô cũng ở đây đấy à? Sao anh ra như đỉa thế? Làm không lo làm suốt ngày bám theo tôi làm cái gì? Làm thì vẫn phải làm rồi. Nhưng mà không thấy cô dù chỉ một lúc thôi là tôi lại cảm thấy khó chịu ngay. Ông cũng thú vị thật đấy. Thế ông có biết thế nào là đỉa đeo chân hà không? Sao cũng được. Nhưng mà anh đã thích em rồi, anh nhất định sẽ theo đuổi em. Không biết kiếp trước tôi gặp phải họa gì mà kiếp này gặp phải ông sớm thế không biết nữa. Ấy, em sai rồi. Phải là kiếp trước em làm thật nhiều điều thiện thì kiếp này em mới gặp được anh đấy. Ông nhìn lại cái mặt ông đi. Tôi nhìn ông mà tôi đã thấy buồn nôn rồi đấy. Lượn ngay. Rồi rồi, anh sẽ đi. À, em uống nước đi cho đỡ khát. Em làm cái gì đấy?
Tôi đường đường là giám đốc thi công của tập đoàn ABA mà lại đi uống nước thừa của ông á. Ông có não không vậy? Anh chỉ thể hiện tấm chân tình của mình. Em cần gì phải nặng lời như thế? Nặng lời như thế mà ông vẫn cứ bám theo tôi mãi đấy. Ai bảo em xinh đẹp để làm gì? Tôi xinh đẹp để cho người yêu tôi ngắm, có được không? Ôi, hay quá. Anh là người yêu em đây. Ông nói đùa đúng không? Kiếm ăn một ngày ba bữa còn khó, ông có bị ngáo không đấy? Em đừng có đùa. Ở quê anh đất đai rộng lắm, chim bay gãy cánh cơ mà. Thế thì ông về quê làm ruộng đi, mò lên đây làm gì? Nói thật là anh cũng chỉ định lên đây vài ngày thôi, nhưng mà đã gặp em rồi, có khi anh sẽ lên trên này ở hẳn để tiện cho việc theo đuổi em. Em thấy sao? Ông nói nhảm cái gì đấy? Anh nói thật mà, em gái anh ở trên này nên là anh tính lên đây ở để cho tình cảm anh em nó gắn bó hơn nữa, được gần em hơn. Ông Phú đâu? Dạ, giám đốc Chủ của em ạ. Mau lôi phụ hồ của ông vào làm việc đi, quản lý cho chặt vào, đừng để ông ta chạy lung tung đấy. Dạ vâng ạ. Kìa, anh vẫn chưa tâm sự với em xong mà. Thôi, tôi xin bố đấy, đi vào làm đi, tâm sự cái gì, tôi ạ bố luôn đấy. Tôi làm quản đốc đây, còn chưa dám tơ tưởng đến giám đốc của anh. Huống chi ông là phụ hồ, dám công khai tán, tôi lấy ông luôn đấy. Công việc đã áp lực mệt mỏi rồi, gặp phải mấy bố thế này nữa, chắc không sống nổi quá. Bố mẹ sinh ra xinh đẹp làm gì không biết nữa, để cho khổ thế này. Alo anh Quang à? Quỳnh à, gọi anh có chuyện gì đấy? Anh còn hỏi nữa à? Tại sao em gọi mãi anh không nghe máy? Anh đang ở đâu đấy? Cái điện thoại của anh nó hết pin. Anh đang đi làm, cô không phải lo đâu. Cứ ăn uống ngủ nghỉ cho khỏe nhá. Anh lên Hà Nội rồi mà, sao lại đi làm? Ừ, thì anh lên Hà Nội đi làm. Anh làm sao đấy? Em có để anh thiếu thốn gì không? Anh đi làm là có lý do của anh, cô cứ yên tâm. Vậy bây giờ anh làm gì? Ở đâu? Ơ kìa, con này buồn cười nhỉ? Tao là anh mày hay mày là chị tao đấy hả? Khổ. Trên này anh có quen ai đâu, lỡ anh bị người ta lừa thì sao? Anh trên răng dưới chả có gì, ai người ta lừa anh mà lo. Tóm lại là bây giờ anh ở đâu, em đến xem thế nào. Ê, không cần đâu. Mà chả phải cô luôn mong sẽ có chị dâu à? Lần này nhất định anh sẽ đưa về cho cô. Anh nói thật hay đùa đấy? Anh mày đang rất là nghiêm túc đấy. Anh ơi, anh ở quê lấy vợ đã khó, lên đây anh lấy thế nào? Ấy, cô lại xem thường anh rồi. Thôi tóm lại nhá, anh nói chỗ anh làm đi, để em đến xem thế nào em mới yên tâm được. Ấy, không được đâu. Thế nhá, anh vào làm đây. Chủ tịch. Anh về khi nào đấy? Tôi mới vừa về đây xong. Nhưng mà xin lỗi chủ tịch, tôi không tìm thấy anh trai của chủ tịch ạ. Thôi không cần nữa, tôi gọi được cho anh ấy rồi. Thế thì hay quá. Anh ấy có gặp chuyện gì không ạ? Không sao, điện thoại anh ấy hết pin thôi. Vâng, vậy thì tôi xin phép về làm việc ạ. Khoan đã. Còn chuyện gì nữa à? Anh Quang nói là đi làm, nhưng lại không cho tôi biết chỗ. Tôi đây không yên tâm lắm. Anh đi điều tra giúp tôi, xem anh ấy làm ở đâu nhé. Chủ tịch nói thật ạ? Anh trai chủ tịch đúng là khác người. Thôi anh cố gắng giúp tôi. Trên này anh ấy không quen ai cả, tôi không yên tâm. Vâng thưa chủ tịch, tôi sẽ lần theo số điện thoại của anh ấy. Chủ tịch cứ yên tâm ạ. Tôi xin phép. Em, sao anh cứ như âm hồn bất tán thế? Ngày nào anh chưa xin được số điện thoại của em ấy là anh chưa đi đâu. Tôi yêu cầu anh nói chuyện một cách nghiêm túc tôi xem nào. Anh chính là đang chờ câu nói này của em đấy. Anh nhìn lại mình xem, anh là ai? Thì em xin cho anh làm phụ hồ đấy thôi. Vậy còn tôi là ai? Em là người mà anh đang theo đuổi. Anh đừng có nói nhảm. Ý của tôi là công việc, chức vụ của tôi kìa. Thì em là giám đốc thi công, ở đây ai chẳng biết. Vậy anh có biết khoảng cách của chúng ta lớn thế nào không? Khoảng cách lớn thế nào ấy, cũng đều được lấp đầy bởi tình yêu hết, em có biết không? Rõ ràng là ông ở quê lên cơ mà, học đâu cái thói lẻo mép như vậy. Anh đang dùng sự chân thành để nói chuyện với em mà,
sao em lại bảo anh lở mép? Anh nói như vậy là anh nhất quyết bám theo tôi đến cùng đúng không? Tất nhiên. Tôi đã nhịn anh mấy hôm nay rồi, vì với thân phận và địa vị của tôi cho nên tôi không chấp anh. Còn nếu như anh vẫn cố chấp như vậy thì đừng có trách tội ác đấy. Ông Phú đâu? Giám đốc ạ. Ơ thằng Quang, mày làm càn đúng không? Mày làm việc ngay. Không cần làm việc nữa, anh mau đuổi ông ta đi cho tôi. Kìa, hôm trước chính em ép anh vào đây làm mà, sao giờ lại đuổi? Ai bảo ông cứ bám cho tôi làm gì? Trời ơi, anh thích em mà cũng có tội hả em? Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Thư ký Hùng, tại sao anh lại ở đây? Tôi đi có chút việc. Mọi người đang cãi nhau chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Tại vì ông ta cứ bám theo tôi, cho nên là tôi đang dạy cho ông ta một bài học thôi. Em nói như vậy là không đúng rồi. Anh chưa vợ, em chưa chồng, anh tán tỉnh em thì có gì là sai đâu. Tôi thấy anh ta nói cũng đúng đấy. Cô cũng lớn tuổi rồi, mau kiếm chồng đi. Thư ký Hùng, anh đang nói cái gì vậy? Rất tốt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người biết nói lý lẽ đấy. Anh cũng thú vị đấy. Lần đầu tiên tôi thấy người can đảm như anh làm phụ hồ mà đi tán tỉnh cả giám đốc. Có một không hai đấy. Phụ hồ thì làm sao? Phụ hồ thì thế nào? Phụ hồ không phải là một công việc chân chính à? Rất có khí phách, tôi thích anh rồi đấy. Anh Hùng, bọn tôi nói chuyện thôi mà, có ảnh hưởng gì đến cô đâu. Rõ ràng là anh đang đứng về phía anh ta ức hiếp tôi. Cô nói gì nghe lạ thế? Cô làm giám đốc ở đây thì ai ức hiếp được cô? Anh đi làm việc của anh đi. Tôi với anh ấy rất hợp nên muốn mời anh ấy cốc nước. Vâng. Nhìn tôi ghê thế, định rủ tôi đấu kiếm à? Công nhận là anh vui tính thật đấy. Mà thôi, tôi vào chuyện chính nhá. Mấy ngày hôm nay á, chủ tịch của tôi tìm anh vất vả lắm đấy. À, hóa ra anh biết tôi à? Chủ tịch sai tôi đi tìm anh nên có đưa qua hình của anh cho tôi xem. Thật không ngờ là anh đi làm phụ hồ ở đây. Cái con bé này, đã bảo như thế rồi vẫn còn đi tìm. Thì tại chủ tịch lo cho anh đấy. À này, hình như ông thân với giám đốc Ngọc Anh lắm đúng không? Thì cũng thân, nhưng mà thân ở mức độ đồng nghiệp thôi. Nhưng mà đừng nói anh định nhờ tôi. Tôi không hiểu anh ấy nghĩ gì. Tại sao lại đi làm phụ hồ cơ chứ? Tất cả đều có nguyên nhân của nó đấy ạ. Nguyên nhân gì? Chuyện này chủ tịch cứ hỏi giám đốc Ngọc Anh là sẽ rõ ạ. Hỏi cô Ngọc Anh á? Cô ta đang phụ trách công trình ở dưới đấy. Lẽ nào anh trai tôi quyết tâm làm phụ hồ để tán tỉnh cô ta à? Chủ tịch đoán đúng rồi đấy ạ. Xem ra thời gian tới cô ta sẽ khó sống đây. Lâu lắm rồi mới có một ngày nghỉ thoải mái thật. Ngọc Anh. Sao lại là anh? Hôm nay ngày nghỉ mà, anh đang định đến nhà em chơi, không ngờ lại gặp em ở đây. Đúng là duyên tiền định. Cái gì cơ? Đến nhà tôi á? Ừ. Anh nói cho tôi biết, ai cho anh biết địa chỉ nhà tôi? Tại sao anh vẫn chưa bị đuổi việc? Anh định bám theo tôi suốt đời à? Bình tĩnh đi, hỏi nhiều thế anh biết trả lời câu nào chưa? Anh làm cái trò gì đấy? Không, anh có làm gì đâu. Nhất định là anh giở trò mua chuộc anh Hùng rồi đúng không? Có mua chuộc gì đâu, anh thuận mồm thì hỏi thôi mà. Anh Hùng, anh cứ đợi đấy, dám bán đứng tôi à? Em tức giận, chồng càng dễ thương hơn. Bán đứng, bán nằm hay bán ngồi gì thì cũng bán rồi. Em cho anh mời em cà phê nhé. Anh Quang, anh làm phụ hồ mà anh cũng lắm tiền quá nhở? Anh nói với em rồi mà, nhà anh đất rộng lắm. Buổi sáng muốn đi từ nhà ra nhà vệ sinh phải mất cả nửa tiếng ấy. Vậy thì tôi mong anh sớm ngày bị tiêu chảy. Làm gì mà ác với anh thế? Kìa Ngọc Anh, vừa mới gặp sao lại bỏ anh ở đây rồi? Ngọc Anh ơi. Làm sao đấy? Em Ngọc Anh lại tìm chú mày à? Tôi không ngại vấn đề đấy. Vậy chú mày than ngắn thở dài cái gì? Tôi thấy ngưỡng mộ anh. Tôi thấy anh rất can đảm. Ngưỡng mộ cái gì? Mất bao nhiêu công mà Ngọc Anh vẫn chưa thay đổi chủ ý đây này. Tôi thấy có chuyển biến rồi. Chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Chú nói thật á? Anh biết lý do tại sao chú mày ngưỡng mộ anh rồi. Ý anh là gì? Anh thấy chú mày rất thích hợp để làm em rể anh đấy. Anh nói gì vậy? Để chủ tịch nghe thấy là chết tôi đấy. Chú mày quá nhát gan, không xứng đáng với kỳ vọng của anh tí nào. Anh là anh trai chủ tịch mà còn sợ cô ấy, nói gì đến tôi. Chú mày cứ như thế có mà ế cả đời. Yêu ấy là người ta phải bất chấp, can đảm lên, học anh đây này. Chú mày sợ cái gì? Có anh hậu thuẫn đây rồi, cố lên nhé. Cảm ơn anh nhá, tôi sẽ cố gắng. Thế nhá. Vâng. Chủ tịch Ngọc Anh à, đi đâu vội thế? Chủ tịch, tôi muốn chuyển công tác được không ạ? Chuyển công tác? Cô muốn chuyển đi đâu? Đi đâu cũng được ạ, miễn là không phải phụ trách dự án khu đô thị mới nữa. Cô đang làm giám đốc thi công tốt như thế, nếu như mà chuyển đi thì tiếc lắm. Nhưng mà thực sự là tôi không thể làm tiếp được đâu ạ. Lý do là gì đấy? Không lẽ cô sợ anh trai tôi làm phiền cô à? Anh trai chủ tịch ấy ạ? Ừ. Anh ấy tên Quang. Lâu nay anh ấy có làm phiền cô không? Cái gì cơ? Anh ta là anh trai chủ tịch á? Có chỗ nào không đúng à? Không. Không ạ. Thế thì cố gắng lên. Cuối năm tôi sẽ tăng thưởng. Còn nếu may mắn hơn nữa, biết đâu chúng ta thành người một nhà đấy. Còn về việc thay đổi vị trí thì thôi, hiện tại ở tập đoàn mình cô là người đang đảm nhiệm tốt vị trí đấy nhất. Nếu cô đi, mọi thứ sẽ xáo trộn đấy. Vâng. Vâng thưa chủ tịch. Thế nhá, tôi đi trước rồi. Tưởng anh ta là phụ hồ thì còn mạnh tay được, ai ngờ là anh trai chủ tịch. Phèn thì xong rồi. Càng đi mình càng thấy lạ thế này. Có hay là mình lạc đường? Ôi trời ơi, cái bạn kia, bà muốn chết à? Xin lỗi cô nhá, tôi đã có việc gấp. Gấp gì thì gấp, bà chặn đường như thế nhỡ tôi không phanh kịp thì sao? Cô thông cảm, tại đường vắng quá, tôi chẳng biết nhờ ai, cho nên... À, hóa ra là quê mới lên phố à? Vâng, cô có biết đường về Hồ Tùng Mậu đi đường nào không? Không biết đường thì bắt xe ôm mà đi, họ đưa đến tận nơi mà. Tôi cũng hỏi rồi, thế nhưng mà họ đòi đắt quá, cho nên tôi đi bộ cho nó khỏe chân. Trời ơi, đúng là vừa nghèo vừa keo kiệt. Trần đời lần đầu tiên tôi thấy người như bà đấy. Cô ơi, cô có cần phải nói quá đáng thế không? Tôi không biết thì tôi mới hỏi mà. Bà làm tôi giật cả mình, suýt gây ra tai nạn đây này mà còn bảo tôi quá đáng à? Bà có tin tôi cho bà xuống kéo nhị cho Diêm Vương không? Cùng cảnh là đàn bà phụ nữ với nhau, sao cô ăn nói dữ dằn thế? Chả có tí dịu dàng nào cả. Phải, tôi hung dữ đấy. Bà biến đi, mất thời gian thế không biết được. Ôi này cô, cô nhất quyết không chỉ đường cho tôi à? Sao bà ngu thế? Điện thoại đâu, không mở ra mà tìm bản đồ. Điện thoại tôi mà còn pin á, thì tôi cũng chả thèm hỏi cô. Đúng là ngu rồi còn bất cẩn. Sao tối qua mà không sạc cho đầy đi? Thì tại mấy đứa trẻ con nó chơi nên tôi không để ý chứ. Thế sạc dự phòng đâu? Cô ơi, sạc dự phòng là cái gì? Bà phiền thế chứ lị, biến đi. Ô. Cô ơi, cô nghĩ lại rồi à? Thôi được rồi, chị lên xe đi tôi đưa về. Tôi cũng ở Hồ Tùng Mậu đấy. Cô nói thật á? Tôi đùa chị làm cái gì, lên xe đi. Sao tự nhiên lại có người tốt thế nhỉ? Cũng không giấu gì chị, tôi cũng là người nông thôn lên thành phố lập nghiệp. Nhìn thấy chị, tôi lại nhớ đến chị gái ở nhà. Thì ra là vậy. Thôi, đây, chị đội mũ vào, đưa ba lô đây. Tôi cảm ơn cô nhá. Thế mà khi nãy tôi cứ tưởng cô là người xấu, ai ngờ cô lại là người tốt.
Cô ơi, có khi nào mình đi nhầm đường rồi không? Càng đi tôi càng thấy lạ quá. Rồi chị yên tâm, không nhầm được đâu. Hay là mình dừng lại chỗ nào xem có người, mình hỏi thăm xem. Chị nói cũng phải. Uầy, chị ơi, chị xuống đi, để tôi lấy điện thoại ra kiểm tra đường xem. Cô ấy, không biết đường mà cứ đi như đúng rồi. Đồ mất dạy, đàn bà con gái kiểu gì không biết. Không biết chỗ này là chỗ nào nữa. Làm thế nào bây giờ? Chủ tịch, anh đi đâu mà vội thế à? Chị gái tôi mới ở quê lên, không hiểu sao gọi nãy giờ không được. Tôi phải ra bến xe xem thế nào. Ra là vậy. Đối tác vẫn còn ở trong đó, cô vào tiễn họ giúp tôi nhé. Nói với họ tôi có việc gấp. Dạ, anh cứ đi đi ạ. Có gì anh cứ gọi cho em. Chủ tịch vẫn còn chị gái á? Sao trước giờ không nghe nói gì nhỉ? Ui, thôi chết, đối tác. Tống ngôn nhà nó. Không hiểu nó ném mình ra chỗ này là chỗ nào. Chả thấy có bóng người nào. Ê cô ơi, có chuyện gì vậy ạ? Gặp cô ở đây thì may quá. Cô cho tôi hỏi đường về Hồ Tùng Mậu có xa không? Đi đường nào thì đúng ạ? Chị hỏi thật ạ? Tôi hỏi thật. Cô trông tôi giống nói đùa lắm à? Chị có biết đây là đâu không? Chỗ này cách Hồ Tùng Mậu xa lắm đấy. Sao chị không gọi người nhà đến đón? Khổ nỗi, điện thoại tôi hết sạch pin rồi. Thế chị có nhớ số của người nhà chị không? Thằng em trai tôi bao lâu nay nó toàn gọi qua cái mạng xã hội gì đấy cho nó tiết kiệm, không gọi số điện thoại. Thành ra tôi cũng không nhớ số. Vậy à? Hay là chị lên xe đi, em chở chị đến Hồ Tùng Mậu. Cô nói thật à? Thật. Mà sao nhìn chị cảnh giác thế? Chị sợ em bắt chị bán sang biên giới à? Chẳng giấu gì cô, lúc nãy cũng có một người phụ nữ tầm tuổi cô, tôi hỏi đường, cô ấy cũng bảo là cho tôi đi nhờ, xong ném tôi ở đây đấy. Ôi giời, sao lại có người thất đức thế không biết nữa. Cô ấy trông có vẻ cũng tử tế lắm. Thế mà... Chị yên tâm đi, em đưa chị về thật, em không nói dối đâu. Đi thôi cô, tôi cảm ơn cô nhá. Không có gì ạ. Sao này không gọi được nhỉ? Ô, cô dừng lại giúp tôi với. Đây đúng nhà này rồi. Đây là... Chị có nhầm không đấy? Nhầm là nhầm thế nào? Ê, em trai tôi kìa, không thể nhầm được. Chị Tuyết, sao giờ chị mới về? Mà điện thoại của chị đâu, em gọi mãi không được. Em ra bến xe tìm chị cũng không thấy đâu. Cậu làm gì mà cứ cuống lên thế? Không phải chị đang đứng ở đây à? Chuyện dài lắm, tí chị kể cho mà nghe. Cô này, cảm ơn cô nhá, cô tốt thật đấy. Có gì đâu mà cảm ơn ạ, em chỉ tiện đường thôi mà. Cảm ơn cô đã đưa chị gái tôi về. Cô vào nhà uống nước đã. Thôi, cũng không có gì đâu. Mà thôi, cũng muộn rồi, tôi xin phép đi trước. Em đi trước đây. Vậy cô cho tôi xin số, tôi sẽ cảm ơn cô sau. Thôi, tôi giúp chị là cái duyên, không cần phải cảm ơn gì đâu. Anh đưa chị vào nhà nghỉ ngơi đi, chị cũng mệt rồi đấy. Thôi, em xin phép đi trước. Đúng là người tốt, xưa nay làm việc gì cũng không cần báo đáp. Chuyện này là sao vậy chị? Thôi vào nhà đã, rồi chị kể cho mà nghe. Dạ vâng, để em cầm cho. Về đi. Chị nói vậy là sao ạ? Tôi có được nhận không? Không. Sao lại thế được? Chị có thể cho tôi biết lý do được không? Trượt thì là trượt. Thế thôi. Cô biết nhiều để làm gì? Tôi đã tìm hiểu qua hết các ứng viên lần này rồi.
Tôi thấy mình không thua ai cả. Mà nếu có bị trượt thì tôi cũng muốn biết lý do để có thể chuẩn bị tốt hơn cho những lần ứng tuyển sau. Cô lắm chuyện thế nhở? Cô nên biết, ở đây tôi là người tuyển dụng. Tôi nói không được là không được. Cô có nộp 10 lần hồ sơ nữa thì tôi cũng không nhận đâu. Dạ, em chào chủ tịch ạ. Vẫn chưa xong à? Đáng lẽ ra là xong rồi, nhưng mà cô này nhì nhằng quá cho nên là... Là cô à? Hóa ra anh là chủ tịch tập đoàn ABA à? Chủ tịch, hai người quen nhau ạ? À, cũng chỉ biết qua qua thôi. Cô ấy từng giúp đỡ chị gái tôi. À, ra là vậy. Chủ tịch, anh vào đây có việc gì thế ạ? Tôi định trao đổi với cô một chút việc, nhưng mà thôi, để khi khác đi. Dạ, vậy em xin phép ra ngoài ạ. Cô Ngọc Anh, đi theo tôi. Từ từ đã, đưa hồ sơ của cô ấy cho tôi xem nào. Chủ tịch, đây là chuyện nhỏ thôi, tôi xử lý được, không cần chủ tịch phải vất vả đâu ạ. Tuyển trợ lý cho tôi sao lại là chuyện nhỏ? Cô đưa đây. Dạ. Đã tính toán kỹ thế rồi mà lần này vẫn bị chủ tịch can thiệp. Con danh này cũng may mắn đấy. Nó đã từng giúp đỡ chị gái chủ tịch, có nhan sắc, tài năng lại vượt trội như vậy, kiểu gì sau này cũng chiếm được cảm tình của chủ tịch. Anh ấy làm sao còn nghĩ đến mình nữa chứ. Làm sao bây giờ? Chị gọi tôi ra đây có việc gì? Ngồi đi. Cô nghỉ ở tập đoàn ABA đi. Tôi sẽ tìm cho cô chỗ khác tương xứng, thậm chí lương còn cao hơn. Giám đốc Phương Anh này, tôi không hiểu tôi đã đắc tội gì với chị mà 5 lần 7 lượt chị cứ ngăn cản tôi như thế. Cô vẫn không hiểu thật à? Bảo sao bằng cấp chuyên môn tốt thế, bây giờ vẫn phải lật đật đi xin việc. Có gì chị cứ nói thẳng ra đi. Được, tôi cũng nói thẳng luôn. Tôi ngưỡng mộ và toàn tâm toàn ý với chủ tịch Hiếu, cho nên tôi không muốn bất cứ cô gái nào, nhất là những cô gái có nhan sắc như cô, ở bên cạnh chủ tịch Hiếu. Cô hiểu rồi chứ? Thì ra là chuyện này à? Nếu cô đã biết rồi thì nên biết thân biết phận đi, đừng có chống đối tôi. Dù sao thì cô cũng chỉ là một người nhân viên mới thôi mà. Theo tôi được biết, chị và chủ tịch Hiếu làm việc với nhau được gần 10 năm rồi đúng không? Thì sao? Cô có ý gì? Nếu gần 10 năm rồi mà chị vẫn không có được trái tim của chủ tịch Hiếu thì tôi khuyên thật, chị nên bỏ cuộc đi. Cô nói cái gì? Để tôi trả lại cho chị câu này nhá. Chị nên biết rõ thân phận của mình đi. Là một giám đốc thì không nên mất bình tĩnh như thế đâu. Con rành này, làm thái độ với tao à? Chết à? Dừng lại! Chủ tịch ạ. Chủ tịch, sao anh lại đến đây ạ? Cô định làm gì vậy? Dạ, có gì đâu ạ. Em thấy Ngọc Anh là nhân viên mới, cho nên là muốn gặp mặt trao đổi chút thôi ạ. Trao đổi? Trao đổi bằng cách tát vào mặt người ta như vậy à? Chủ tịch ơi, em nghĩ là có hiểu lầm rồi đấy ạ. Tôi làm việc với cô nhiều năm như vậy, cũng hiểu được tâm tư tính cách của cô. Lâu nay tôi luôn bỏ qua cho cô là vì nghĩ đến cô luôn tận tình trong công việc. Thế nhưng nếu cô cứ tiếp tục như thế này, tôi không chắc là có thể bỏ qua cho cô tiếp được đâu. Chủ tịch, cô theo tôi về làm việc. Tôi mới là cấp trên trực tiếp của cô. Từ giờ không có việc gì quan trọng thì không cần gặp riêng cô ấy làm gì. Vâng ạ. Em chào chủ tịch ạ. Uầy, tòa nhà to thế. Kể ra thằng em trai mình giỏi thật đấy chứ, làm chủ cả một tập đoàn trong tòa nhà to như thế này. Đúng là không uổng công mình nuôi nó ăn học. Sao lại là cô ta nhỉ? Sao cô ta lại ở đây? Phen này thì cô chết với tôi. Cô nhìn cái gì?
cô có nhớ tôi không? Là bà bớt nói nhảm đi. Cẩn thận tôi lại hốt bà đi chỗ khác như lần trước đấy. Này, cô là cái loại đàn bà gì đấy? Tôi nhắc lần cuối, bà mà không tránh ra là tôi hốt bà đi đấy. Địa điểm lần này sẽ là Nghĩa Trang. Cô nghĩ là cô làm được à? Bà có biết tôi là ai không? Tôi cũng đang muốn biết đây. Thế bà biết tòa nhà này chứ? Đây là tòa nhà của tập đoàn ABA, mà tôi lại là giám đốc thị trường của tập đoàn này. Bà nghĩ xem một giám đốc như tôi xử lý một người dân đen quê mùa như bà có dễ dàng không? Cô vừa nói cái gì cơ? Cô bảo là cô làm bên trong tập đoàn ABA á? Biết sợ rồi à? Chẳng hiểu sao thằng Hiếu nó lại có thể nhận một người như cô vào làm việc đấy. Bà nói gì cơ? Hiếu... Hiếu... Bà bảo Hiếu nào? Không giấu gì cô, tôi là chị gái ruột của thằng Hiếu, chủ tịch của cô đấy. Bà đùa tôi đúng không? Cô nghĩ thế à? Tôi hỏi cô nhá, có phải chủ tịch của cô là Hoàng Trọng Hiếu, 35 tuổi, chưa vợ, có dâu quay nón, quê ở Vĩnh Phúc đúng không? Hình như hôm trước chủ tịch nói là có bà chị gái ở quê thì phải. Lẽ nào lại trùng hợp như vậy chứ? Chị Tuyết, chị đến sao không lên phòng em, đứng dưới này làm gì? Cậu đến thì hay rồi. Dạ, chủ tịch ạ. Là cô à? Em xin phép đi gặp đối tác có chút việc đây ạ. Ấy, khoan đã. Có chuyện gì vậy chị? À mà đúng rồi, vừa nãy em thấy hai người nói chuyện với nhau. Chị biết cô ấy à? Biết, không những biết mà là biết rất rõ là đằng khác. Chị ơi, hôm trước chỉ là hiểu nhầm thôi chị ạ. Em không biết chị là chị gái của anh Hiếu, mà mong chị người lớn đừng chấp nhặt trẻ con ạ. Cô đường đường là giám đốc của một tập đoàn lớn mà lại bảo rằng mình trẻ con á? Tôi thì nghĩ không phải như thế đâu. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì giữa hai người vậy ạ? Chuyện là thế này. Phương Anh. Chủ tịch, chị ơi, em thật sự biết lỗi rồi chị ạ. Chị cho em xin lỗi với chị. Em biết sai rồi chị. Cô có còn nhớ tôi đã nói gì với cô không? Chủ tịch, em thật sự biết sai rồi. Anh nể tình 10 năm nay em cống hiến vì tập đoàn, anh bỏ qua cho em lần này đi ạ. Cô không xứng đáng đảm nhiệm vị trí này. Nể tình cô có cống hiến cho tập đoàn, tôi sẽ cho cô làm lại từ vị trí nhân viên. Sau này thăng tiến như thế nào, tất cả là do bản thân cô. Dạ, làm nhân viên ấy ạ? Cô nghĩ làm nhân viên trong tập đoàn chúng ta có dễ không? Nếu cô thấy không ổn thì có thể chọn phương án 2. Cô nghỉ việc đi. Chủ tịch bình tĩnh ạ. Em sẽ từ chức, em sẽ làm lại từ đầu. Cảm ơn chủ tịch, em cảm ơn chị ạ. Cô làm nốt việc hôm nay đi. Dạ. Chị thấy em xử lý như vậy đã được chưa? Được, có tính giáo dục. Xem như đó là bài học cho cô ta đi. Dạ vâng. À, chị lên đây với em. Em sẽ giới thiệu với chị trợ lý mới của em. Chị sẽ bất ngờ đấy. Bất ngờ á? Trợ lý của cậu thì liên quan gì đến chị? Liên quan nhiều là đằng khác. Cô ấy chính là người đã chở chị về hôm trước đấy. Thật á? Sao lại có chuyện trùng hợp như thế nhỉ? Dạ vâng, em cũng bất ngờ. Thôi được rồi, dẫn chị lên để chị cảm ơn cô ấy. Vâng. Mà này, chị thấy con bé đấy cũng được đấy. Hay là mày chốt luôn đi, để chị sớm có em dâu. Chị lại đùa thế rồi. Anh Hiếu. Cô đến đây làm gì? Anh vẫn còn giận em à? Tôi không giận cô, mà cũng không có tư cách gì để giận cô cả. Thế sao gặp em trông anh có vẻ không vui thế? Lần trước cô chẳng bảo là cô sẽ không bao giờ đến đây nữa còn gì. Tại đợt đấy em hiểu lầm anh, mà em cũng xin lỗi rồi. Anh bỏ qua cho em nhé. Cô làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi, mà cô bảo tôi phải bỏ qua dễ dàng như thế à? Em có cố tình đâu, mà anh là đàn ông, anh phải rộng lượng với phụ nữ chút chứ. Đằng này lại thù dai thế à? Thôi được rồi, cô nói nhiều quá rồi đấy. Thế cô uống gì? Cho em một cốc trà đá. Rồi, chờ tôi tí.
Của cô đây. Bên này nắng lắm. Anh qua đây. Qua đây ngồi nói chuyện với em tí. Cô không thấy tôi đang bán hàng à? Bận lắm. Có chuyện gì cô nói nhanh đi. Quán anh có khách đâu mà bận. Không có khách thì tôi làm việc khác. Nhưng mà em có việc rất quan trọng muốn nhờ anh. Tôi với cô có thân thiết gì đâu mà cô nhờ tôi. Việc này chỉ có anh giúp được em thôi. Anh mà không giúp em nhá, từ lần sau em không thèm ra đây uống trà đá nữa. Cô lại dọa tôi à? Cô tưởng tôi cần cô lắm đấy. Đi mà, anh giúp em đi, rồi em sẽ trả tiền công cho anh. Lại còn cả tiền công nữa, thì chắc chắn việc này rất khó khăn rồi. Thôi, tôi không làm đâu. Anh đã biết em nhờ gì đâu mà từ chối vội thế. Chưa cần nghe, tôi đã biết là việc khó rồi. Anh Hiếu, em xin anh đấy, anh ngồi xuống nghe em nói nốt đã. Thì có việc gì cô nói nhanh đi. Anh cũng biết em làm ở quán cà phê rồi đúng không ạ? Thì sao? Dạo này có một thằng cha hay đến chỗ em, trông biến thái lắm. Lúc nào cũng cố tình làm quen rồi gạ gẫm em đi chơi ý. Lại còn khoe là mình làm trưởng phòng gì đấy, trông ngứa mắt cực. Không phải là cô thích tiền lắm à? Cơ hội đến rồi đấy. Đúng là em thích tiền thật, nhưng mà phải là tiền em tự làm ra em mới thích. Cô đi với hắn ta, rồi hắn ta cho cô tiền, như thế cũng là dựa vào sức của cô rồi còn gì. Anh nói thế là thế nào? Anh coi thường em đến thế cơ à? Xin lỗi, tôi không có ý đó. Coi như tôi chưa nói gì đi. Mà rốt cuộc cô muốn tôi giúp cô gì đây? Em muốn anh đóng giả làm người yêu em. Cái gì cơ? Tôi đóng giả làm người yêu cô á? Vâng, anh đóng giả làm người yêu em, rồi đến dằn mặt tên biến thái kia, cho hắn không dám đến làm phiền em nữa. Thế là ok rồi. Tôi không làm đâu. Tôi còn chưa có người yêu. Bây giờ đóng giả làm người yêu cô thì hết mất duyên của tôi thì sao? Cô nhờ người khác đi. Làm sao mà hết duyên được? Anh không có người yêu là do anh hãm quá thôi. Em nhầm. Thật ra là một người đẹp trai như anh ý, sớm muộn gì cũng sẽ có người yêu thôi. Anh giúp em là đang tự tạo phúc cho mình đấy. Thôi, cô đừng mất thời gian thuyết phục tôi làm gì. Tôi không làm đâu. Cô nhờ người khác đi. Anh Hiếu, anh giúp em một tí đi mà. Ở thành phố này em có quen ai đâu. Có mỗi anh giúp được em thôi. Anh giúp em một lần nhá. Cô đừng kể khổ với tôi. Vô ích thôi. Anh mà không giúp em á, em ăn vạ ở đây đấy. Cô dọa tôi đấy à? Em không dọa, em nói thật. Không hiểu sao lại quen được loại người như cô đấy. Anh nói cứ như em là sao chổi không bằng ý. Cô còn hơn cả sao chổi ấy. Em hơi bị tốt tính đấy. Bây giờ anh mà giúp em mang ơn anh cả đời. Mà sau này anh có chuyện gì thì em lại giúp anh. Thôi cảm ơn. Tôi cũng không mong có phúc phần được cô giúp đỡ đâu. Thế thì anh giúp em sẽ trả tiền cho anh. Bao nhiêu tiền? 100.000. Cô đùa tôi đấy à? Cô nhờ tôi cái việc khó như thế mà trả có 100.000. Nhớ cái thằng kia nó ghét tôi, nó quay ra nó đánh tôi thì sao? Tiền đâu mà trả thuốc thang? Thì 150 nhá. 500 thì tôi làm. Thì lương một ngày của em có 200.000 thôi. Đưa cho anh 500 em chết đói à? Thế thì thôi, cô nhờ người khác đi. Anh Hiếu, anh giúp em đi. Không lẽ em ăn vạ đây đấy. Đi mà anh Hiếu, giúp em lần này đi. Thôi được rồi, cô nhiều lời quá rồi đấy. Em cảm ơn anh nhiều nhá. Em cảm ơn anh Hiếu đẹp trai nhiều lắm ạ. Em gửi anh cà phê ạ. Phương Anh này. Hôm nay trông em xinh đẹp quá. Em cảm ơn. Em vẫn vậy mà anh. Vừa nãy anh thấy cái điện thoại của em cũ quá rồi. Hay là tối nay đi chơi cùng anh đi. Anh mua điện thoại mới cho. Thôi anh ạ. Tối nay em bận đi chơi với người yêu rồi. Sao? Em có người yêu rồi á? Vâng, chúng em yêu nhau 4 năm rồi cơ. Thôi, em đừng có mà đùa anh. Anh không tin đâu. Em đùa anh làm gì? Người yêu em bây giờ đang làm giám đốc đấy. Giám đốc á? Vâng, người yêu em làm giám đốc của một công ty to lắm. Thế công ty đấy tên gì em? Em cũng chả nhớ lắm. Nhưng nói tóm lại là người yêu em giàu lắm đấy. Chẳng qua là em không thích đua đòi với cả ăn mặc giản dị thế này thôi. Chứ em mà thích á, thì người yêu em mua cho em cả ô tô cơ. Anh cũng không ngờ em còn có khả năng chém gió hay như vậy đấy.
Phương Anh. Người yêu em đến rồi đấy. Anh đi mà hỏi anh ấy. Anh ơi, anh bảo với anh ấy anh đang làm giám đốc của công ty nào đi. Em nói mà anh ấy không tin. Anh ta là khách quen của quán tôi. Hả? Cái gì đây? Em bảo cái thằng bán trà đá này là giám đốc á? Anh nói em khéo đùa mà. Thật ra người yêu tôi bán trà đá cho vui thôi, chứ anh ấy là giám đốc đấy, phải không anh? Thôi, tôi không giúp cô được nữa đâu. Thôi, em đừng có mà diễn nữa. Tối nay đi chơi cùng với anh, thích gì anh cũng chiều. Anh đừng có mơ. Này, đợi tôi đã. Sao lúc nãy anh không nói những gì tôi dặn từ trước? Cô bị làm sao thế? Hắn ta biết tôi bán trà đá rồi thì diễn làm gì nữa? Ừ thì cái chuyện nói anh là giám đốc bị bại lộ, nhưng mà ít nhất anh cũng phải khẳng định với anh ta anh là người yêu tôi chứ. Chưa nói gì đã bỏ đi rồi. Tôi không biết nói dối, xin lỗi cô. Rồi ôi, đã đồng ý giúp tôi rồi bây giờ lại còn nói thế. Anh xem anh có được không? Đấy là cô ép tôi, sao bây giờ lại trách tôi? Ừ. Tôi ép anh, nhưng mà anh đồng ý rồi, anh phải làm cho tròn trách nhiệm chứ. Thôi được rồi, tôi sai, tôi xin lỗi được chưa? Từ giờ cô cũng không cần phải đến quán trà đá của tôi nữa đâu, thế nhá. Ơ, cái ông này. Giời ơi, đúng là cái đồ đáng ghét. Vào đi. Em chào anh ạ. Ngọc Anh à, em ngồi đi. Em mời anh uống cà phê cho tỉnh ngủ ạ. Sao em biết anh đang buồn ngủ? Em làm việc với anh bao nhiêu lâu rồi, chẳng nhẽ em không hiểu anh ạ? Đúng là cánh tay phải đắc lực của anh. Đợt tới anh mà được thăng chức, nhất định anh sẽ đưa em lên thay vị trí hiện tại của anh bây giờ. Anh nói lời, nhớ phải giữ lấy lời đấy ạ. Thế anh đã nói dối em cái gì chưa? Vâng, thế thì em cảm ơn anh trước ạ. Em đã liên hệ với bên tập đoàn IBA giúp anh chưa? Em có liên hệ rồi anh ạ. Bên họ báo sang tuần sẽ sắp xếp lịch để mình gặp mặt ạ. Tốt, lần này phải chuẩn bị cho thật kỹ mới được. Nhất định phải thuyết phục được bọn họ rót vốn về dự án đầu tư của công ty mình. Như thế thì cơ hội thăng chức của anh với em mới có thể chắc chắn được. Dạ vâng, thế hôm đấy anh cho em đi cùng với nhá. Nhất định rồi. Em cảm ơn trưởng phòng ạ. Thôi bây giờ em xin phép ra ngoài làm việc ạ. Em đi đi. Cho cốc trà đá đi. Trà đá của anh đây. Mày ngồi xuống đấy, nói chuyện với tao một lúc đã. Xin lỗi, tôi đang bận, không nói chuyện được đâu. Mày bán trà đá thì bận cái chó gì. Cứ ngồi xuống đây nói chuyện với tao đã. Nếu không tao gọi đàn em của tao ra ấy, nó đập nát cái quán này của mày đấy. Đấy, phải như thế chứ. Có chuyện gì anh nói nhanh đi. Mày có mối quan hệ như thế nào với Phương Anh? Tôi với cô ta không có quan hệ gì hết. Thế sao mà nó lại bảo mày là người yêu của nó? Cô ta nói điều với anh thôi. Tao biết ngay mà. Nhìn cái ánh mắt của chúng mày nhìn nhau là tao hiểu vấn đề rồi. Anh hỏi xong chưa? Để tôi đi làm việc. Khoan đã, tao muốn nhờ mày một việc. Việc gì? Mày cũng biết là tao thích cái bé đó rồi đấy. Bây giờ mày giúp được tao đến với nó, tao sẽ cho mày rất nhiều tiền. Tôi không thiếu tiền. Hả? Mày nói cái gì cơ? Tôi nói là tôi không thiếu tiền. Anh uống trà thì uống, không uống thì đi đi. Tôi không rảnh mà ngồi đây nói chuyện linh tinh với anh đâu. Này, cái thằng bán trà đá bần hèn như mày mà cũng dám thái độ như thế với tao á. Mày có tin tao dẹp luôn cái quán này của mày không? Anh dẹp được thì anh cứ dẹp. Nhưng tôi cảnh cáo anh, anh mà động vào cô ta thì tôi không tha cho anh đâu. À, hóa ra là mày cũng thích nó à? Anh không cần phải hỏi nhiều, anh chỉ cần biết như vậy thôi. Nếu anh mà động vào cô ta thì cái ghế trưởng phòng của anh cũng bay màu luôn đấy. À, mày lại dám dọa lại cả tao nữa cơ à? Tôi không dọa đâu, tôi nói là làm đấy. Bây giờ mời anh đi cho. Mày động vào máu điên của tao rồi đấy. Anh định làm gì? Định đánh tôi à? Tốt nhất là anh lên kiểm chế lại. Anh mà đánh tôi là tôi kiện anh ra công an. Lúc đấy danh việc lắm. Mày nhớ cái mặt tao đấy, thằng chó.
Này. Ơ, anh đến đây làm gì thế? Tìm mình thầy ấy, có đến làm phiền cô nữa không? Anh ăn phải cái gì đấy? Sao tự dưng hôm nay quan tâm tôi thế? Cô không thích thì thôi vậy, tôi đi về. Ơ, anh bị dở hơi à? Hỏi xong câu đấy rồi đi về. Thế cô trả lời đi. Ngày nào mà hắn ta trả đến. Nếu như lúc đấy anh nhận anh là người yêu tôi, có phải hắn ta bỏ cuộc rồi không? Tôi sẽ xử lý tên đó. Nhưng tôi nghĩ cô nên nghỉ ở đây đi. Làm ở đây không có tương lai đâu. Anh bảo tôi nghỉ ở đây á? Thế tôi nghỉ ở đây xong tôi làm ở đâu? Cô có muốn vào tập đoàn lớn để làm không? Vào tập đoàn lớn thì ai chả muốn. Quan trọng là có cơ hội hay không thôi. Mà anh cũng bán trà đá mà, có hơn gì tôi đâu mà nói chuyện tương lai. Thôi, chuyện này để nói sau đi. Mà tìm bên Thái kia đang trên đường đến đây rồi đấy. Cô chuẩn bị mà xem kịch hay đi. Sao anh biết hắn ta đang đến đây? Tí nữa cô sẽ rõ thôi. Lại còn tỏ ra thần bí nữa. Trùng hợp thế nhở? Sao họ lại hẹn mình đến cái quán cà phê này nhở? Biết đâu, tí nữa vào đấy, đứa nhân viên kia nó thấy anh oách quá, nó lại đổ anh thì sao? Em nói cũng có lý. Tí nữa anh phải cho nó biết anh oách như thế nào. Vào đi. Thế anh uống gì để tôi còn làm? Ồ, cái thằng bán trà đá này, mày cũng đến đây cơ à? Tất nhiên, tôi đến để gặp anh mà. Cái gì cơ? Sao mày biết bọn tao đến đây? Mày đi theo dõi bọn tao đấy à? Chẳng phải hai người đến gặp chủ tịch tập đoàn ABA sao? Người đó đang ngồi trước mặt hai người đây. Này, đầu óc của mày có vấn đề à? Mau cút ra bán trà đá đi. Đừng có ngáo ở đây. Không thì đừng có trách tao đấy. Em chào chị ạ. Em chào chị ạ. Xin chào. Hai người đến lâu chưa? Bọn em cũng vừa mới tới thôi ạ. Thế chủ tịch Hiếu đâu rồi chị? Cô cậu làm sao thế? Anh Hiếu đang ngồi trước mặt hai người đấy. Chị nói gì cơ? Đây là chủ tịch Hiếu ạ. Đúng vậy. Đây là chủ tịch tập đoàn ABA của chúng tôi. Anh Hiếu, thật sự là em không biết anh là chủ tịch. Thế cho nên em mới nói chuyện với anh như vậy. Anh có thể nào bỏ qua cho em lần này được không ạ? Cậu mau xin lỗi Phương Anh đi. Và đừng bao giờ làm phiền cô ấy nữa. Dạ dạ. Phương Anh, anh xin lỗi. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Em bỏ qua cho anh nhé. Lần sau anh mà còn dám động đến tôi, tôi bảo anh Hiếu xử anh đấy. Ừ, anh hiểu rồi. Từ sau anh không dám như vậy nữa đâu. Đi về em. Em xin phép ạ. Em chào anh chị ạ. Chủ tịch, bọn họ làm gì anh ạ? Cô báo với công ty bên kia, nếu không có hình thức phạt cậu trưởng phòng vừa rồi thì không cần bàn chuyện hợp đồng với tập đoàn mình đâu. Nhớ là chỉ phạt thôi, chứ đừng đuổi việc cậu ta. Dạ vâng ạ, em xin phép ạ. Cô thấy thế nào? Sao anh lại là chủ tịch? Chúng tôi không hợp làm chủ tịch à? Ờ, thế nhưng mà sao anh lại đi bán trà đá? Tôi bán giúp mẹ tôi thôi. Nhờ có quán trà đá đó mà nuôi sống tôi suốt bao nhiêu năm sinh viên đấy. Tôi cũng bảo bà bỏ cái quán này đi, nhưng bà không chịu. Tính bà xưa nay không thích ăn không ngồi rồi. Mấy hôm nay bà đi thăm cháu nên tôi giúp bà bán quán trà đá thôi. Thì ra là như vậy. Nhưng mà tôi trông anh hợp bán trà đá hơn đấy. Tôi mà bán trà đá thì không có ai giúp cô trả thù tên kia đâu. Cũng được. Thế coi như là anh vừa chuộc lỗi cho lỗi lầm lần trước. Từ giờ không ai nữa ai. Vậy cô có muốn vào tập đoàn tôi làm việc không? Anh nói thật đấy à? Cô thấy tôi giống đùa lắm à? Tôi không có ý đó. Chỉ là chưa hết bất ngờ này thì lại đi đến bất ngờ khác. Thế thì anh cho tôi vào làm nhá. Cô mà vào làm là cô lại nợ tôi đấy. Nợ thì nợ, sau này tôi trả. Anh làm gì mà khó tính thế? Vậy mai cô đi làm nhá. Dạ. Mà chủ tịch uống gì? Nay em mời. Cho tôi cốc cà phê đi. Anh đợi em tí. Anh, bình thường đi thị sát anh toàn ăn mặc như này à? Có vấn đề gì sao? Không lẽ em không thích anh mặc như thế này sao? Cũng không hẳn. Nhưng mà anh mặc như này trông cứ lạ lạ sao ấy. Không giống anh thường ngày tí nào cả.
dưới công trường đang thi công, mình phải mặc thế này để đảm bảo an toàn lao động, cũng như không phá vỡ quy định. Vâng, em hiểu rồi. Mà sao hôm nay em xuống tận đây tìm anh vậy? Em đến văn phòng tìm anh để đi ăn mà không gặp. Thư ký bảo anh đang ở công trường nên em xuống xem sao. Nhưng mà em mặc thế này không vào được đâu. Thôi, chịu khó về đi. Tối anh về sớm ăn cơm với em nhé. Em biết rồi, nãy em cũng vào nhưng mà mấy ông bảo vệ nói y như anh á. Quy định an toàn lao động mà. Mà thôi, em cũng không nên vào. Vào đó nguy hiểm lắm. Nhớ em có như thế nào thì anh làm sao mà sống nổi. Kia là cái Ngọc Anh mà. Nhưng mà sao nó lại ngồi cùng thằng phụ hồ kia nhở? Thôi, em đi về trước đây. Anh đi vào đi nhá. Nhớ tối về sớm ăn cơm với em đi nhá. Em về đây. Về cẩn thận em nhá. Này ông kia. Chị gọi tôi à? Không quen cái Ngọc Anh à? Sao cô lại biết vợ tôi? Này cô, tôi đang hỏi cô đấy. Hỏi con khỉ gì? Thôi biến đi. Ô, thế cứ ngơ ra đấy làm cái gì? Đi làm đi, không bị đuổi việc bây giờ. Thế không biết. Người gì hỏi han mất lịch sự thế không biết. Kia chẳng phải Ngọc Anh sao? Xin lỗi cho tôi hỏi. Ơ, đúng là Ngọc Anh này. Hải, lâu lắm rồi bọn mình không gặp nhau đấy. Cậu có hẹn với ai ở đây à? Không, tôi có hẹn với ai đâu. Ở nhà buồn quá nên mới ra đây ngồi cho thoáng ấy mà. Thế nhà cậu ở gần đây à? Nhà tôi ở ngay bên kia. Khi nào rảnh mời cậu sang đây uống cốc nước. Ây da, khu bên đó là khu biệt thự cao cấp đấy. Xem ra cậu cũng thành đạt đấy nhở? Không, tôi thì có làm được gì đâu. Tất cả là nhờ chồng tôi đấy. Hóa ra cậu lấy chồng rồi à? Chúc mừng nhá. Cảm ơn cậu, tôi mới lấy năm kia. Thế còn cậu? Tôi cũng mới cưới vợ năm ngoái. Mà cậu thử đoán xem vợ tôi là ai. Cậu đừng bảo vợ cậu là Ngọc đấy nhá. Xem ra cậu vẫn chưa quên bọn tôi thật rồi. Dù gì chúng ta cũng học cùng nhau 12 năm. Làm sao nói quên là quên được chứ? Đúng rồi. Mà tôi cũng đang ngồi một mình. Hay là chúng ta ngồi cùng nhau luôn đi. Cậu không phiền chứ? Không sao đâu, cậu ngồi đi. Nghe cậu nói chắc chồng cậu thành đạt lắm đúng không? Cũng tạm ổn thôi. Nhưng mà nhà tôi thì một mình anh ấy kiếm tiền. Như vậy thì cũng chẳng sao. Của chồng công vợ mà. Hôm nào giới thiệu cho chúng tôi làm quen nhé. Được chứ. Mà cậu với Ngọc dạo này thế nào rồi? Hai người đang làm ở đâu đấy? Tôi với Ngọc ở công ty xây dựng cũng tương đối ổn. Thế thì chúc mừng hai cậu nhé. Khi nào có dịp tôi cũng muốn gặp lại Ngọc để xem dạo này Ngọc thế nào rồi. Vậy bây giờ cậu cho tôi số điện thoại đi. Khi nào có việc chúng ta liên lạc cho tiện. Ơ, anh về rồi à? Em đang xem cái gì mà vui thế? Em đang xem lại ảnh thời học sinh ấy mà. Tự nhiên lại lôi mấy ảnh đấy ra xem. Chắc hôm nay ra ngoài em gặp chuyện gì phải không? Vâng, hôm nay em gặp lại một người bạn cũ học cùng nhau thời cấp 3 anh ạ. Thế thì tốt quá còn gì. Mà nam hay là nữ vậy em? Là con trai anh ạ. Mà nó còn lấy vợ cùng với lớp bọn em luôn đấy. Hôm nào có dịp anh đi gặp bọn nó cùng em nhá. Nghe đâu bảo là vợ chồng nó cũng có công ty riêng làm về xây dựng đấy ạ. Được, bạn của em cũng như bạn của anh. Mà huống chi lại cùng nghề nữa. Nên gặp. Dạ vâng. Mà thôi, anh vào tắm rửa đi rồi còn ăn cơm ạ. Ừ. À, anh có chuyện này muốn hỏi em. Có chuyện gì vậy ạ? Nói như thế nào nhỉ? Hôm nay anh có gặp một cô gái. Cô ấy biết em, cũng tầm tuổi em. Nhưng mà ăn nói thô lỗ, cộc cằn. Nói chung là rất ngạo mạn. Chắc là không phải bạn em đâu. Vì mấy đứa con gái lớp em năm xưa thì chẳng có đứa nào thô lỗ cộc cằn cả.
Em nói cũng phải. Chắc là người nào đó biết em cũng nên. Dạ vâng. Thế anh đi tắm trước nhá. Anh đi đi ạ. Em làm sao đấy? Doanh thu tụt 15% so với quý trước. Cứ như thế này á, sớm muộn gì công ty mình sẽ phá sản thôi. Thì mình làm ăn kinh doanh, nó phải có lúc nọ lúc kia. Em cứ bi quan như thế làm gì? Nhưng mà đây là dự án thứ 3, liên tiếp bị thua lỗ rồi đấy. Em cũng không hiểu là anh quản lý kinh doanh kiểu gì. Em tưởng anh muốn như vậy lắm à? Chẳng qua là mình nhận đủ thì phải chịu thôi. Sắp tới tập đoàn ABA sẽ mở rộng khu đô thị mới đấy. Anh đang nghĩ cách để tiếp cận giám đốc Hoàn. Hy vọng là sẽ có kết quả sớm thôi. Thật á? Như thế thì xem như anh còn được việc đấy. Hôm qua anh cũng vừa mới gặp một đứa bạn ngày xưa cùng quê. Em đoán xem là ai? Anh đừng bảo với em là cái Ngọc Anh đấy nhá. Em nói gì? Không lẽ em cũng gặp Ngọc Anh rồi à? Em chưa gặp. Chẳng qua em thấy nó từ xa thôi. Không ngờ bây giờ nó thành đạt thật. Lấy được một ông chồng tỷ phú. Lại có nhà ở khu biệt thự cao cấp bên kia nữa. Cái gì cô? Ngọc Anh lấy chồng tỷ phú á? Anh nói chuyện với nó mãi mà, nhờ làm sao được. Anh ấy đúng là ngu như bò á. Bị nó qua mặt mà không biết cái gì. Này, em vừa phải thôi nhá. Sao lại nói anh như vậy? Thế em nói chẳng đúng à? Anh có biết là chồng nó làm cái gì không? Mà anh bảo là tỷ phú. Làm gì? Phụ hồ. Phụ hồ? Ừ. Anh không tin à? Em có tận mắt nhìn thấy, còn trực tiếp nói chuyện với thằng cha đó nữa. Làm sao mà sai được? Vô lý. Nhìn Ngọc Anh sang trọng như vậy, làm sao mà lấy chồng phụ hồ được? Chán anh thật đấy. Đi làm bao nhiêu năm vẫn không khôn lên được. Bảo sao á, cứ làm đâu lỗ đấy là phải thôi. Ý em là sao? Có gì thì nói luôn đi. Cứ khai anh thế là sao? Lại chẳng thế à? Anh có thấy mấy cái thằng đa cấp ngoài kia không? Chúng nó có gì ngoài nhà, xe với lại sự sang trọng đâu. Nhưng mà anh nên biết á, tất cả những thứ đó chỉ là đồ đi thuê thôi, không phải của chúng nó. Lẽ nào lại như vậy? Con này á, chắc chắn nó thấy vợ chồng mình có tiền, cho nên định bày trò để lừa đấy mà. Nhưng mà đen cho nó, em lại nói chuyện với thằng chồng phụ hồ của nó rồi. Em nói cũng phải. Mà này, anh với nó có hẹn nhau tụ tập gì không đấy? Tất nhiên rồi. Bạn bè lâu ngày không gặp, phải hẹn nhau để hàn huyên chứ. Con này giỏi thật đấy. Được thôi, nếu như mà nó dám chủ đích lừa mình thì để hôm nào rảnh em hẹn vợ chồng nó ra để vạch mặt cho xấu hổ một thể luôn. Rồi, tất cả cứ làm theo ý em đi. Mà còn anh nữa, nghĩ cách tiếp cận ông Hoàn đi, không là công ty mình sẽ nguy hiểm đấy. Em yên tâm, anh biết rồi. Chủ tịch cơ. Xin lỗi, để giám đốc Hải về đợi lâu. Tôi vừa đi chút chuyện về. Không sao đâu ạ, tôi cũng vừa mới đến thôi. Mời anh ngồi. Tôi nghe giám đốc Hoàn nói về công ty anh rồi. Tuy là có chút khó khăn, nhưng mà cũng có tiềm năng đấy. Cảm ơn chủ tịch Cường đã quan tâm ạ. Đây là dự án sắp tới của tập đoàn tôi, vòng kế hoạch mới làm xong. Anh mang về nghiên cứu, rồi cho người lập phương án chi tiết, rồi gửi lại cho tôi. Nếu có thể, chúng ta sẽ ký hợp đồng luôn. Anh thấy sao? Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Nhất định chúng tôi sẽ cố gắng ạ. Tốt, cứ quyết định như vậy nhá. Giờ tôi bận tiếp đối tác rồi, hẹn giám đốc Hải cái khác. Dạ, xin phép chủ tịch. Chồng kìa. Anh hạ bớt cái tầm mắt xuống hộ em cái. Vẫn còn chưa ký được hợp đồng đâu. Không thiên lôi ngứa mắt á, là đánh cho đen mặt bây giờ. Này nha, em bớt xoắn anh đi. Không là có ngày hai cái môi này nó xoắn lại với nhau đấy. Mà hai cái đứa này á, hẹn hò kiểu gì mà lâu thế. Đúng là dân lừa đảo, chả uy tín gì cả. Em cũng lạ thật. Còn bao nhiêu việc chưa làm xong, tự nhiên lại đi hẹn vợ chồng nó làm gì chứ. Ồ, thế chẳng phải công ty nhà mình sắp lên một cái tầm cao mới à? Đương nhiên là em phải hẹn các Ngọc Anh ra đây để xem nó dụ mình kiểu gì chứ. Sao
sao nó lại đi một mình ấy nhỉ? Lại còn phải hỏi nữa à? Chào hai bạn đợi tôi lâu chưa? Không lâu mấy, nửa tiếng thôi mà. Tao còn cứ tưởng là mày không đến cơ. Cậu ngồi đi. Mà tao nghe bảo là chồng của mày thành đạt lắm mà. Sao hôm nay không thấy dẫn tới thế? Anh ấy đang bận chút việc, lát anh ấy sẽ tới ngay thôi. Thế cơ á? Bận gì ấy? Đi trộn bữa à? Cậu nói gì? Tôi không hiểu. Ồ, thế mày nói đi, chồng của mày đang làm nghề gì? Chúng ta lâu ngày mới gặp, tôi còn chưa chúc mừng hai cậu cơ mà. Quan tâm mấy chuyện ngoài lề làm gì? Ồ, chúc mừng á? Chúc mừng chuyện gì nhỉ? Thì chúc mừng chuyện hai cậu cưới nhau ấy. Thôi thôi, khỏi nhá. Tao với anh Hải là vợ chồng, mày chúc mừng anh Hải thì cũng như chúc mừng tao rồi. Cầu kỳ làm cái gì? Sao? Thế chồng mày đang làm thuê cho công ty nào? Hỏi á thì cứ trả lời đi, sao lảng tránh mãi đấy. Anh ấy không làm thuê cho công ty nào cả. Cái gì? Thế không lẽ em chồng mày có công ty riêng à? Anh ấy là chủ tịch tập đoàn ABA. Ngọc Anh, cậu đùa như vậy không vui đâu nha. Mới sáng hôm nay tôi gặp chủ tịch tập đoàn ABA đấy. Cậu nói thật à? Thế thì tốt quá rồi, quanh đi quẩn lại lại là người quen hết. Cậu làm sao thế? Theo như những gì tôi biết thì chủ tịch tập đoàn ABA vẫn chưa có vợ. Thực ra thì chúng tôi không thích ồn ào nên chỉ làm một đám cưới nhỏ để tránh truyền thông. Ngoài người thân ra, chỉ ít người biết anh ấy có vợ thôi. Thôi ngay đi, bớt diễn lại vào tao cái. Mày nghĩ bọn tao là gà mà mày bày trò lừa. Cậu nói gì tôi không hiểu. Mày nghĩ chồng mày là người như thế nào? Chẳng lẽ tao không biết à? Cậu gặp chồng tôi rồi sao? Không chỉ gặp đâu, mà tao còn nói chuyện với anh ta rồi nữa cơ. Nhưng mà đáng tiếc, bộ dạng của chồng mày tao không thể chấp nhận được. Cậu đang hơi quá lời rồi đấy. Mày im mồm. Rõ ràng chồng của mày chỉ là một thằng phụ hồ thôi. Việc gì mày phải nói dối như thế? Phụ hồ? Chuyện như thế nào cậu nói rõ tôi xem. Chứ từ nay đến giờ cậu làm tôi hơi khó chịu rồi đấy. Chắc hẳn là mày không biết đâu. Nhưng mà cái hôm mà mày ngồi nói chuyện với chồng mày ở quán trà đá gần công trường ấy, tao nhìn thấy hết cả rồi. Quán trà đá ở gần công trường? Hóa ra người con gái anh cùng bảo bảo lại là cô ta. Sao? Bại lộ hết rồi chứ gì? Tôi hiểu cả rồi. Hôm nay vốn dĩ chẳng có cái gì vui vẻ khi ôn lại chuyện cũ cả. Ngay từ đầu cậu đã nghĩ như thế và mặc định suy nghĩ của mình là đúng, nên hôm nay gọi tôi đến đây để cố tình hạ nhục tôi đúng không? Đúng như thế đấy. Thì sao? Tất cả chẳng phải là tại mày à? Mày bày trò ra để lừa đảo bạn bè. Thế mày nghĩ mày hay à? Thế mà tôi cứ nghĩ các cậu vẫn nhớ đến tình cảm năm xưa đấy. Hóa ra chỉ là suy nghĩ từ một phía của tôi thôi à? Mày im cái mồm vào. Nếu như mà con người hẳn hoi tử tế, người ta sẽ không bao giờ nói dối trắng trợn như thế đâu. Còn mày tiếp cận bọn tao với mục đích gì thì bản thân của mày rõ hơn ai hết. Mày đặt tình cảm cái gì? Tôi nói rồi, đấy chỉ là suy nghĩ của cậu. Cậu dựa vào đâu mà nói tôi đang lừa dối các cậu? Mắt tao thấy, tai tao nghe, như thế vẫn chưa đủ à? Tôi nghĩ cuộc gặp gỡ hôm nay nên dừng lại ở đây. Mày định đi đâu? Tôi đi về. Hai người ở lại vui vẻ. Mẹ kiếp. Mày định đi đâu? Mày ngang nhiên lừa dối, biến vợ chồng tao thành gà để lùa. Xong bây giờ mày nói đi là đi á? Tôi không nói dối. Nếu các cậu đã không tin thì tôi không có nhu cầu giải thích. Vậy thôi. Mày tưởng chỉ một câu lấp lửng như thế là xong á? Vậy cậu muốn thế nào? Bắt đầu thông minh hơn rồi đấy. Xin lỗi vợ chồng tao, cho tử tế vào. Bọn tao sẽ nể tình ban cũ mà tha cho mày. Tôi có lỗi gì đây? Hay, tao nói như thế rồi mà mày vẫn không hiểu à? Trong đầu mày đang chứa cái gì đấy? Cậu ăn nói cho cẩn thận. Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, cho nên tôi không có lỗi gì cả. Ngược lại là bọn cậu đấy, hiểu sai rồi quy chụp cho tôi. Tôi đã không tính toán thì thôi, lại còn bắt tôi phải xin lỗi là sao? Anh nghe thấy nó nói gì chưa? Ngọc Anh này, thật sự tôi rất thất vọng về cậu đấy. Tốt nhất là cậu nên nghe lời Ngọc đi. Như vậy chúng ta cũng đỡ khó xử hơn. Mày định đi đâu? Thả khối ra.
Em không sao chứ? Anh Cường, chủ tịch Cường. Anh Hải, sao anh lại gọi thằng cha phụ hồ này là chủ tịch? Em im mồm đi. Đây là anh Cường, chủ tịch tập đoàn ABA đấy. Cái gì? Chủ tịch á? Giám đốc Hải không cần phải giới thiệu đâu. Tôi và vợ anh đã từng gặp nhau rồi. Chủ tịch Cường, thì hóa ra Ngọc Anh là vợ anh ạ? Đúng vậy. Tôi đứng ở ngoài kia từ nãy, cũng nghe và cũng hiểu được phần nào câu chuyện của hai người với vợ tôi. Nhưng mà tôi cũng giống như vợ tôi, khá là thất vọng. Chủ tịch Cường, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Anh bình tĩnh đã. Đúng là hiểu nhầm thật. Nhưng bây giờ tôi không muốn nghe mấy lời giải thích của anh nữa. Bởi vì tôi thấy nó quá tốn thời gian của tôi. Em thấy sao? Em xin lỗi vì đã để anh đến đây và chứng kiến cảnh này. Mình về thôi. Chủ tịch Ngọc Anh, chúng tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Sao có thể như thế chứ? Cô còn sao với Trăng cái gì nữa? Cô vừa phá hỏng con đường sống cuối cùng của công ty mình rồi đấy. Anh nổi cáo cái gì? Làm sao mà tôi có thể biết được đó là chủ tịch tập đoàn ABA? Cô, tôi hết nói nổi với cô rồi. Anh Hải. Này thằng kia, có chuyện gì vậy? Mày có phải Hiếu không? Đúng rồi, tôi là Hiếu. Còn anh là ai? Tao là anh trai của Phương Anh, người yêu của mày. Phương Anh bây giờ không còn là người yêu của tôi nữa. Cô ấy chưa cho anh biết à? Nó đã nói với tao rồi, cho nên tao mới đến gặp mày đây. Vậy anh còn đến gặp tôi có chuyện gì? Ở đây nói mấy chuyện này không tiện, tao với mày qua quán cà phê bên kia nói chuyện đi. Thôi được rồi, nhanh nhá, vì tôi còn phải đi làm. Em gái tao nó yêu mày như thế, tại sao mày lại chia tay nó hả? Mày có biết nó đau khổ như thế nào không? Anh có nói nhầm không vậy? Cô ta mà cũng biết đau khổ vì tình yêu á. Mày nói như vậy là có ý gì? Anh cứ về hỏi cô ta thì sẽ biết thôi. Không phải tự nhiên chúng tôi chia tay đâu. Tao không cần hỏi, thì tao cũng biết mày là người có lỗi với em gái tao rồi. Mày làm cho nó đau khổ, suốt ngày nằm ở nhà khóc lóc, không làm được một cái việc gì hết. Bây giờ mày phải tìm cách nào để chuộc lỗi với nó đi. Nếu không mày đừng có trách tao. Anh muốn tôi chuộc lỗi như thế nào? Một là mày phải đến xin lỗi rồi cưới nó. Hai là mày phải bồi thường cho nó một khoản tiền lớn. Mày chọn cách nào thì chọn. Tôi không thích chọn cách nào thì sao? Thì tao sẽ không tha cho mày. Cả đời này mày sẽ không yêu ai được đâu. Nếu mày cứ yêu ai, tao sẽ phá người đó. Nếu tôi lấy em gái anh về, nhưng tất cả tài sản hiện có của tôi đều đứng tên tôi, và em gái anh không được một chút lại lục lọc cả. Nếu có chuyện gì xảy ra, em gái anh sẽ phải ra đi tay trắng. Làm như vậy thì anh có còn muốn tôi lấy em gái anh nữa không? Lấy nhau về thì phải biết chia sẻ cùng nhau. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Mày có tài sản thì phải đưa em gái tao giữ hộ, thế thì mới gọi là vợ chồng. Chứ mày lại đòi giữ một mình thì nó lấy mày làm cái chó gì? Chung quy lại thì hai anh em các người chỉ nhắm đến tài sản của tôi thôi đúng không? Mày nghĩ nhà tao thiếu tiền à? Mà phải nghĩ đến tài sản của mày. Tao nói cho mày biết, chẳng qua vì em gái tao nó yêu mày sâu đậm quá nên tao mới phải hạ mình đến đây. Chứ không, mày nghĩ tao thèm đến đây để nói chuyện với mày? Thôi, tôi không có thời gian để dài dòng với anh nữa. Chốt lại, tôi và em gái của anh đã chia tay nhau rồi, không thể nào quay lại được nữa. Anh đừng đến tìm tôi làm gì cho mất công. Còn nếu anh muốn biết nguyên nhân thì về hỏi cô em gái yêu quý của anh ấy. Cứ vậy đi. Ơ cái thằng này, tao đã nói xong với mày đâu. Chủ tịch ạ, em mời anh uống cà phê. Anh cảm ơn. Chủ tịch đi công tác mấy ngày có mệt không ạ? Không sao, anh quen rồi mà. Vâng ạ. Mấy ngày anh đi công tác, có chuyện gì đặc biệt không? Dạ, công ty thì không có chuyện gì, nhưng chuyện riêng của chủ tịch thì có đấy ạ. Chuyện gì vậy? Sáng hôm qua, chị Phương Anh có đến đây tìm chủ tịch đấy ạ. Cô ta có nói đến gặp anh để làm gì không? Dạ không ạ, chị ý nói đến đây để gặp chủ tịch, nhưng em bảo chủ tịch đi công tác chưa về nên chị ý cũng đi luôn ạ. Hai anh em nhà này lại định giở trò gì nữa đây? Sáng nay anh trai cô ta cũng đến gặp anh rồi. Vậy ạ?
Thế anh ta có làm gì chủ tịch không ạ? Không, anh ta không làm gì anh đâu. Anh ta chỉ nói mấy câu thôi. Chuyện này anh tự giải quyết được. Em cứ lo việc công ty giúp anh đi. Dạ vâng ạ, thế em xin phép chủ tịch ạ. Ừ, em đi đi. Anh cũng không hiểu tại sao mày lại để Tuấn mất cái mỏ vàng như thế nữa đây. Anh vẫn trách em đấy à? Em có muốn thế đâu. Nó giàu như thế thì mày phải bám chắc vào chứ. Bây giờ nó hết tình cảm với mày rồi, thậm chí là còn ghét mày nữa, thì làm gì còn cơ hội mà quay lại chứ. Anh ta mà không bảo với em là anh ta phá sản, nợ một đống tiền, thì em rời xa anh ta làm gì? Đáng nhẽ ra những lúc như thế mày phải hỏi ý kiến của anh, tự nhiên mày lại vội vàng quyết định như vậy. Thì em sợ anh ta nợ nần liên lụy đến em nên em mới chia tay nhanh thế. Chứ bây giờ anh có trách em cũng được gì đâu. Mày đúng là đồ ngốc. Mấy cái thằng nhà giàu á, nó hay có cái kiểu là thử lòng người yêu để xem có vì nó mà vượt qua những cái lúc khó khăn không. Suốt ngày cầm cái điện thoại để xem mấy cái phim chủ tịch, thế mà cũng chả rút ra kinh nghiệm gì. Ai mà biết được, em tưởng chỉ có trên phim thôi chứ. Ai dè. À thôi, không quay lại cũng được. Em đi yêu thằng khác, anh cần gì phải tiếc thế. Liệu mày có yêu được thằng nào giàu như nó nữa không? Mình phải biết chắt chiu từng cơ hội chứ. Mà giờ chuyện đã như vậy rồi, anh nghĩ cách cho em đi. Bây giờ thằng này nó ghét mày như thế thì không thể nào dùng cách nhẹ nhàng được. Phải tính kế khác thôi. Kế gì anh? Mày cứ bình tĩnh, để anh tính. Nhìn gì đấy? Anh kia. Tôi không nhìn các anh. Các anh đừng dở trò hồ báo ở đây. Này, cái ánh mắt của mày nhìn bọn tao ấy như kiểu là đang thách thức bọn tao rồi đấy. Các anh tưởng tượng hơi quá rồi đấy. Tôi không nhìn đẻo các anh và cũng không thách thức các anh. Giờ tôi đang bận, các anh đừng làm phiền tôi. Anh kia, dừng lại, không thể báo công an bây giờ đấy. Chúng mày lộng hành quá nhỉ. Dám đánh người ở gần trụ sở công an cơ à? Lần này tao tha cho mày, đừng để lần sau tao gặp mày nữa. Anh Hiếu, anh có sao không? Tôi không sao, cảm ơn hai người. Tự nhiên sao hai cái thằng đấy nó lại đánh mày đấy hả? Hay là mày cũng phụ bạc em gái chúng nó đúng không? Anh đừng có nói linh tinh, tôi không làm gì hết. Mày không làm gì mà chúng nó lại đánh mày? Thôi nào anh, anh Hiếu đã bị đánh đau rồi anh còn nói thế nữa. Anh đi về trước đi. Sao mày lại quát tao? Chẳng nhẽ vì cái thằng phụ bạc này mà mày lại đuổi anh mày về à? Là lỗi của em, không liên quan đến anh Hiếu. Anh mà còn trách anh ấy nữa là em không nhìn mặt anh nữa đâu. Mày đi theo nó luôn đi. Đừng có về gặp anh trai mày nữa. Đúng là cái đồ em gái bất hiếu mà. Ơ, anh Hải. Anh ơi, anh trai em hơi nóng tính cho nên mới nói thế. Anh đừng trách anh ấy nhá. Tôi không để bụng đâu. Anh có sao không? Em đưa anh đi bệnh viện nhá. Nhỡ bị đánh vào chỗ hiểm là nguy đấy. Tôi không sao, cảm ơn cô. Bây giờ tôi cũng ổn rồi, cô về đi. Em xin lỗi, tất cả là lỗi tại em hết. Em không xứng đáng được anh tha thứ chút nào cả. Em thấy mình tệ quá. Bây giờ cô nói mấy lời đấy cũng vô ích thôi. Tôi không còn tình cảm với cô. Nếu cô biết lỗi, biết thay đổi thì cô sẽ gặp được người tử tế thôi. Nhưng mà trong lòng em chỉ có hình bóng của anh thôi. Nếu không phải là anh thì em không muốn yêu ai khác nữa. Cô yêu tôi sâu đậm đến vậy cơ à? Anh vẫn không tin em à? Tôi đã mất niềm tin với cô rồi. Bây giờ dù cô có đối xử với tôi như thế nào thì tôi cũng không thay đổi đâu. Cô đừng mất thời gian với tôi nữa. Em cũng thử, em thử cố quên anh đi rồi nhưng mà em làm không được. Trong lòng em lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của anh cả. Anh Hiếu, anh cho em một cơ hội sửa sai nhá. Hai người đó là do cô thuê đến à? Anh, sao anh lại nói thế? Tôi thấy trùng hợp quá mức thì tôi hỏi thôi. Ý anh là em dùng cái trò dơ bẩn này để lấy lòng anh á? Cũng có thể lắm. Anh nghĩ em là loại người gì đấy hả? Trong lòng anh, em xấu xa đến mức đấy cơ à? Vừa nãy tôi cũng hy vọng là cô đã thay đổi, nhưng sau khi cô nói muốn quay lại với tôi mới nhận ra là cô vẫn vậy. Đây chắc chắn là chiêu trò của anh nhà cô rồi. Sao anh lại nói em như thế?
Em thề là em không biết gì hết. Đây chỉ là sự trùng hợp thôi mà. Thôi, cô đừng giải thích nữa. Cô thấy mệt mỏi lắm rồi. Tôi đi trước đây. Anh Hiếu, anh nghe em giải thích đã. Em gửi chủ tịch báo cáo ạ. Ừ, cứ để đấy cho anh. Chủ tịch bị sao thế ạ? Vừa nãy anh bị mấy tên côn đồ gây chuyện nên xô xát một chút. Nhưng mà không sao đâu, em yên tâm đi. Ai lại dám gây chuyện với chủ tịch thế ạ? Để em cho người đi điều tra xem bọn chúng là ai ạ. Cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Em không cần thiết phải mất công như vậy đâu. Hay là em tuyển vệ sĩ riêng cho chủ tịch nhá. Chứ nhiều lúc anh đi một mình như thế em không yên tâm đâu ạ. Anh đã bảo rồi mà, anh không sao. Em không phải lo đâu. Khi nào cần anh sẽ tuyển vệ sĩ sau. Dạ vâng, thế thì em xin phép ạ. Ừ. Kế hoạch của anh chả hiệu quả gì cả. Anh ta không những không cảm động mà còn ghét em thêm kia kìa. Thằng này nó đã mất hết niềm tin hoàn toàn về em rồi. Mình phải dùng cách khác, mạnh tay hơn thôi. Em thấy không ổn đâu. Hay là mình bỏ cuộc đi. Chứ em thấy mệt lắm rồi ấy. Mày có muốn phần đời còn lại không phải làm gì mà vẫn có tiền ăn chơi không? Muốn thì ai chả muốn. Nhưng mà nó khó quá. Để tao nghĩ cách đã. Phải tung ra tuyệt chiêu thôi. Tuyệt chiêu gì? Bây giờ mình phải gài bẫy nó, bắt buộc nó phải cưới mày. Là sao? Nếu như bây giờ mày có bầu thì bắt buộc nó phải cưới mày, đúng không? Bây giờ anh ta còn chả thèm nhìn em. Làm gì mà anh ta làm em có bầu được? Cái đấy thì mày không phải lo. Quan trọng bây giờ là mày chỉ cần nghe lời anh thôi. Anh làm gì anh ta vậy? Mày yên tâm, tao chỉ đánh thuốc mê nó thôi. Tạm thời nó chưa tỉnh lại đâu. Bây giờ nó là của mày đấy. Thế nhưng sau này lỡ anh ta bảo chúng mình lừa rồi không chịu nhận con, đến lúc đấy em nuôi con một mình à? Mày yên tâm, chuyện này tao đã tính cả rồi. Thằng này nó là chủ tịch của một tập đoàn lớn, chắc chắn nó không dám làm ầm ĩ lên đâu. Nếu như nó không chịu cưới mày thì chắc chắn nó cũng phải đưa cho mày một khoản tiền lớn để mày còn nuôi con. Lúc đấy mày nuôi con một mình cũng được chứ, đúng không? Cũng đúng. Anh, kế sách của anh hay thật đấy. Tất nhiên rồi. Anh của mày mà đã ra tay thì thằng này thoát làm sao được. Hai người đắc chí hơi sớm rồi đấy. Sao anh tỉnh lại được thế? Hai người đoán xem. Rõ ràng là tao đã đánh thuốc mê mày rồi mà. Sao mày lại tỉnh được? Hay chính hai thằng kia đã thông đồng với mày? Đúng rồi đấy. Chúng mày dám phản bội tao à? Anh thông cảm. Người ta trả cho chúng tôi gấp đôi số tiền của anh, cho nên chúng tôi phải làm thôi. Mẹ kiếp, lũ chó chúng mày. Sao chúng mày lại làm như thế hả? Anh em các anh làm việc xấu vì tiền thì chúng tôi cũng vì tiền mà làm việc thôi. Chỗ nào trả tiền cao hơn thì chúng tôi làm chỗ đó. Anh việc gì phải đóng tính thế? Hai người gài bẫy anh Hiếu để làm ra những trò dơ bẩn như này thật là không thể chấp nhận được đấy. Anh Hiếu, em biết lỗi rồi anh. Cho em xin lỗi anh nhá. Anh tha cho em đi anh. Tôi đã nói với cô rồi. Sống ở đời đừng có tham lam quá. Nếu không sẽ bị quả báo đấy. Vậy mà cô không nghe. Cứ nhất quyết đòi lừa tôi là thế nào? Anh, em hối hận lắm rồi mà. Hai anh em các người vì tiền mà làm ra những trò như này. Không biết bố mẹ các người sẽ nghĩ gì đây? Anh Hiếu, anh tha cho em lần này đi ạ. Em thề là lần sau em không dám nữa đâu ạ. Xin lỗi cậu. Anh em chúng tôi bị tiền che mờ mắt nên mới làm ra những chuyện như thế này. Cậu có thể nào vì trước đây em gái tôi đã là người yêu của cậu nên cậu bỏ qua cho chúng tôi lần này được không? Tôi xin cậu đấy. Tôi sẽ tha thứ cho hai người. Nếu như hai người tiếp tục gây ra chuyện như vừa rồi, dù tôi có tha cho hai người nhưng chưa chắc pháp luật đã tha đâu. Nhớ chưa? Anh Hiếu, chúng em cảm ơn anh. Hai cậu, tiễn hai người này ra ngoài giúp tôi. Vâng ạ. Mời hai người.
Chủ tịch có sao không ạ? Tôi không sao. Bọn họ chưa kịp làm gì tôi đâu. Mình về thôi. Vâng ạ.